Các bạn ơi, xe tải sẽ dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, xe tải sẽ cho vào cái sọt của mình nha. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp thôi. Ui, ở bên này mình lại phát hiện ra có một chiếc xe gì đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá. Đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Xe tải chở ô tô đồ chơi nhìn xịn nhờ các bạn nhờ. Quá là mới và đẹp luôn. Ừ, các bạn có thích chiếc xe này không? Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Rồi mình cho cái thư của mình đây này. Đây giới thiệu cho các bạn, đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này có thể lưng được cả cần nha. Lưng được cả cần này, có thể hạ được cả cần, có số 51 này. Có thể hạ được cả cần này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn xò quá các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ cho vào cái sọt của mình. Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cầu cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cầu cứu ô tô cảnh sát đấy. Nào, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi quá. Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65. Đây là xe ô tô cảnh sát G65 mở cánh cửa này các bạn ơi. Màu trắng tinh. Ui, màu trắng tinh luôn này các bạn ơi. Ây, chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này xịn xò quá. Có cả lốp dự phòng luôn kìa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái sọt của mình. Đấy, các bạn thấy không? Nào, cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe bíp cảnh sát mở cửa này. Mở cửa đi lên và mở cửa đi xuống đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp quá, đẹp quá. Đó, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này đẹp quá nhờ các bạn ơi. Ôi, các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá một thế giới xe đồ chơi mới khác nha. Wow, ở đây có một thế giới xe đồ chơi luôn này các bạn ơi. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Lúc em mình tìm được đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bán tải cảnh sát nhìn rất là xịn luôn. Nào, có thùng luôn nha. Các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy. Ui, đẳng cấp rồi các bạn ơi. Đẳng cấp luôn. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nữa này. Mà lúc nãy mình tìm được ngoài vườn đấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn ấy ngầu chưa? Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đấy, xe cần cẩu móc này xịn xò quá nhờ các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình phải chạy thử luôn này. Đây, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là xe tải chở ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cần cầu móc các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cầu móc màu xanh nha. Có cái móc đây này các bạn ơi. 270. Đấy, một chiếc xe cần cầu móc 270 màu xanh này. Động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát. Đây là xe cứu hộ cảnh sát này. Đây là một chiếc xe cứu hộ cảnh sát đấy các bạn ạ. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? À, đây bên này mình còn giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát cũng rất là xịn và mới các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đấy, có cái gầu luôn này các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này xịn xò quá, bánh quay rất là tít. Đó, các bạn thấy ngầu chiếc xe này ngầu không? Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe này là xe ô tô G63 nha. Đấy, một chiếc xe ô tô G63 rất là xịn luôn đấy. Nè, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe này là xe cảnh sát nha. Đấy, một chiếc xe này là xe dọn rác các bạn ạ. Đấy, xe môi trường dọn rác đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn xò quá các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, chiếc xe này đẹp quá. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu ấy. À, xe cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Đó, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, hay chưa, hay chưa. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe cẩu ấy. Đây là xe cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Có gương luôn nha. Đấy, xe vận tải vận cẩu rất là xịn luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Đấy, một chiếc xe vận tải vận cẩu xịn sói các bạn ạ. Đó, hạ cần luôn, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát đó này.
Đấy, các bạn thấy ngầu chỗ nào? U, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn nha. Pip 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 pip. Ui, chiếc xe vận tải này xịn quá các bạn ạ. Đó, các bạn ơi, ở bên này còn rất là nhiều xe này mình cùng có phá nha. Đây là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện xe thang các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe thang chuyên đi sửa chữa điện nha. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn. Pip 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 pip. Ui, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông đẹp quá các bạn ơi. Nè nè, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy. Ui, ở đây còn một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông nữa này các bạn ơi, có xẻng chút bê tông, có vòi chút bê tông luôn. Ui, ở bên này mình có phát hiện ra xe tải ben chở đất này, xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Đấy, xe bồn chở xăng dầu nhá, xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Ui, xe bồn trộn bê tông, xe bồn trộn bê tông. Ui, xe bồn cho xoay được cả bồn, xe bồn xoay được cả bồn đấy các bạn ạ. Đấy, toàn là xe bồn xịn xò thôi. Các bạn thấy không nào, xoay bồn cho đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Đấy, nhiều xe bồn chở bê tông xịn to quá nhỉ các bạn nhờ. Đấy, toàn là xe to rồi, xe bồn nữa này các bạn ơi. Ui, hôm nay nhiều xe bồn chở bê tông to lắm. Đó, các bạn thấy hay chưa? Nào, tiếp theo này giới thiệu với các bạn này, ở bên này còn mới chiếc xe xúc đặt này. Đây là một chiếc xe xúc cát nha, xe xúc đặt đấy, xe tải ben chở đất này. Đấy, xe tải ben chở đất nha. Ô, xe tải ben địa hình này các bạn ơi. Đấy, xe máy xúc cát này, đây là xe máy xúc cát đấy các bạn ạ. Đấy, hay chưa, hay chưa? Nhiều xe quá. Đây là xe cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát nha. Chiếc xe này đẹp quá. Bây giờ mình phải chạy thử luôn nha. Pi 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 pi. Nào, bây giờ mình phải cho trôi dốc luôn nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Pi 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 pi. Xe ông phanh, xe ông phanh, xe ông phanh. Wow, các bạn thấy ngầu chưa nào? Khó chưa? Đó, một chiếc xe này là xe cứu ô tô cảnh sát rất là đẳng cấp, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn ở video mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Các bạn, hôm nay mời các bạn cùng đi tìm xe đồ chơi mới và đẹp nhất với mình để chơi nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt cái chậu đây này. Cái chậu này màu đỏ này có gì không? Wow, có ba chiếc xe Beep này các bạn. Có một chiếc xe Beep màu đỏ đẹp nhỉ. À, đây mình phát hiện ra có một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô đấy không? Bi 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 bi. Một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Wow, chạy nhanh trước các bạn ơi. Bi 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 bi. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông đẹp này. Một chiếc xe trộn bê tông siêu to khủng đô các bạn ạ. Đó, to. Đấy, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Đấy, có xẻng xúc bê tông, có vòi. To như thế này mới chở được nhiều bê tông đấy các bạn ạ. To như thế này mới chở được nhiều bê tông nhá. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn nào. Bip 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 bip. Xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp này. Bây giờ mình sẽ cẩu máy xúc cát lên nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cẩu máy xúc cát lên cao luôn này các bạn. Nào, bây giờ mình sẽ móc vào để cẩu máy xúc cát lên cao luôn nhá. Lên cao, lên cao, lên cao. Wow. Vậy là mình đã cẩu thành công một chiếc xe máy xúc cát lên cao đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Một chiếc xe máy xúc cát cảnh sát luôn này các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát rất là đẹp luôn nha. Nào, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát này có đẹp không nào? Wow, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Nào, pi 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 pi. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp nha. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi này. Đấy, có cả ô tô này, có cả ô tô luôn nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ô tô đua này, cái bộ đồ chơi này có 12 chiếc ô tô đua đấy các bạn ạ. Các bạn có thích bộ đồ chơi này không? Rất là đẹp luôn nha. Wow, mới chưa? Các bạn thấy bộ đồ chơi này mới không nào? Rất là nhiều đồ chơi luôn. Nào, bây giờ cùng mình khám phá nào. Đây có bộ đồ chơi có cả máy bay, có cả máy bay này, có cả ô tô này, có cả xe tăng. À, đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ủi đất này. Đây là một chiếc xe xúc lật đấy các bạn ạ. Một chiếc xe xúc lật rất là đẹp luôn này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải ben nhá. Xe tải ben chuyên đi chở cát này các bạn ơi.
Ồ, một chiếc xe tải Ben đẹp quá. Wow, xe tải lại tìm thấy xe cần cầu móc này. Đấy, xe tải lại tìm thấy xe cần cầu móc. Cầu một chiếc xe tải cảnh sát lên cao này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây có một chiếc xe máy xúc cát nha. Xe máy xúc cát màu trắng này. Đây là một chiếc xe cần cầu múc cát màu trắng rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy chiếc xe cần cầu múc cát màu trắng này có đẹp không nào? Wow, múc cát nào, múc cát nào, múc cát nào. Wow, một chiếc xe cần cầu múc cát cảnh sát màu trắng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy mới chưa? Ở đây mình phát hiện ra có xe cần cầu móc này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Nào, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cầu móc này. Mình cẩu xe này là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ. Mình cẩu thành công một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân lên cao luôn này các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xe cần cầu này có được không nào? Đó, bây giờ mình sẽ để ở đây nhá. Nào, bây giờ thì cùng mình đi khám phá tiếp trong con xe tải nào chở đất không nhá. Đây, ở đây còn toàn là xe tải thôi. Bây giờ cùng mình đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc xe tải Ben nhá. Nào, cùng mình khám phá nào. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này, hai chiếc xe tải này, ba chiếc xe tải luôn, bốn chiếc xe tải này, wow, năm chiếc xe tải này, wow, sáu chiếc xe tải này các bạn, bảy chiếc xe tải này. Đây là xe cần cẩu móc này, xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ, xe cần cẩu móc màu xanh này, xe cần cẩu móc bô ni này, xe cần cẩu móc siêu bự này các bạn, xe cần cẩu móc này. Ô, hôm nay tìm được toàn là xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ thôi. Bây giờ cùng mình với chiếc xe cần cẩu này đi tìm xe đồ chơi thôi. Wow, xe cần cẩu lại tìm thấy một chiếc xe tải nha. Đây là xe tải Ben này. Wow, xe tải Ben nữa này các bạn. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là xe, toàn là xe tải Ben đẹp thôi. Nào, xe tải Ben nhá. Đây là xe tải Ben. Xe tải Ben chuyên chở cát này. Xe tải Ben, xe máy xúc, xe xúc lên xe tải chuyên đi chở đất nào, múc nào. Đó, múc thêm một gầu nữa nào. Wow, múc thêm một gầu nữa nào. Wow, các bạn thấy hay chưa nào? Nào, múc thêm một gầu nữa nào. Wow, hay quá các bạn ạ. Đấy, các bạn hay chưa? Xe tải chở đất đấy các bạn ạ, đang múc cát lên xe tải chở đất đấy các bạn ạ. Wow, múc thêm một gầu nữa nha. Wow, hay chưa, hay chưa? Wow, các bạn thấy chiếc xe tải này có đẹp không nào? Đó, xe tải chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Nào, đây có một chiếc xe tải chở, một chiếc xe chở thú này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy hay chưa? Nào, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cần cầu móc rất là to này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc rất là to đấy các bạn ạ. Nào, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cần cầu móc này. Đấy, đây là một chiếc xe cần cầu móc rất là to đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy chiếc xe cần cầu móc này to chưa? Wow, hay chưa, hay chưa? Nào, xe trộn bê tông này. Đấy, nào tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe nu đường này. Nào, nào các bạn ơi, tiếp theo là xe tải chuyên đi chở đất này. Đây là một chiếc xe tải nha. Wow. Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe trộn bê tông bô ni rất là to này. Đó, to chưa? Các bạn thấy to chưa nào? Cùng mình tìm xe đồ chơi ở trong cái hầm cát nào. Máy xúc cát này. Đây là xe cậu múc cát nha các bạn nha. Đấy, xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe. Xe này là xe cần cẩu này. Đó, một chiếc xe cần cẩu gỗ này các bạn ơi. Xe cần cẩu gỗ rất là đẹp luôn này. Wow, các bạn thấy đẹp chưa nào? Nào, bây giờ mình phát hiện ra có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này. Xe tải này rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải nha. Wow, các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Wow, đẹp quá, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Wow, đẹp chứ này. Ồ,
Đây đây có một chiếc xe gì nào. Xe này là một chiếc xe này là wow, ô tô đấy các bạn ạ. Ô tô rất là đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi rồi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Hẹn các bạn ở video mới từ kênh của mình nhá. Rồi xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Dưới cái xe rùa này có một đống rơm này. Nào bây giờ mình sẽ là bỏ rơm ra để tìm xe đồ chơi dưới đống rơm nhá. Ái chà. Các bạn ơi, ở trong này có nhiều xe đồ chơi quá. Đây cùng mình xem có xe gì xịn không nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy, một xe rùa đồ chơi. Đầu tiên là một chiếc xe ben chở đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Wow. Xe ben này xịn quá các bạn ơi. À, một chiếc xe ben. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá tiếp là một chiếc xe bít này. Đây là một chiếc xe bít đấy các bạn ơi. Đấy. Xe bít này đẹp quá, đẳng cấp quá, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow. Rồi hai chiếc xe rồi này các bạn ơi. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe vận tải vận cậu này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cậu nha. Cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, xe vận tải vận cậu này xịn quá các bạn ạ. Nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm lên cho bạn cùng xem. Đấy, một chiếc xe này. Đây, đây còn một chiếc xe cứu hộ này. Xe cứu hộ, xe cảnh sát này các bạn ơi. Wow. Nào, đây là một con cá này. Đấy, một con cá đồ chơi này các bạn ơi, cá chép vàng nhá. Đấy. Các bạn ơi. Nào, tiếp theo nào. Đây có một con khủng long ôm một quả trứng này. Đây là khủng long ôm quả trứng đấy các bạn ơi. Đấy, khủng long bảo chúa. Nào. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây có một con đây là một con thỏ này các bạn ơi. Đấy, con thỏ nhá. Nào, cùng mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học nha. Đẹp quá các bạn ơi. Đấy. Chiếc xe bíp màu đỏ nha. Quá là đẹp luôn này các bạn ơi. Đó, rồi, bây giờ cùng mình tìm tiếp thôi. À, đây là một con thỏ. Một con thỏ đồ chơi này các bạn ơi. Đấy, một con thỏ. Một con thỏ đồ chơi nha. Đấy. Các bạn thấy không? Nào, mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát mở cửa luôn. Đấy, xe ô tô cảnh sát mở cửa luôn đấy các bạn ơi. Có âm thanh và ánh sáng luôn đấy các bạn ơi. Đấy, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Wow, nhiều xe lắm đấy các bạn ạ. Đây, có một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha. Xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha các bạn nha. Đẹp quá các bạn ạ. Nào, đây mình giới thiệu với các bạn. Đây, có một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Wow. Đó, nhiều xe quá này. Đây là một con chó kêu gâu gâu này các bạn ơi. Đây là một con chó kêu gâu gâu nha. Wow. Con chó cứu hộ đấy. Con chó kêu gâu gâu. Nào, đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nha. Quá là đẹp luôn, mở cửa luôn. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, xe ô tô cảnh sát nha. Nào, để mình tìm tiếp nào. Đây là một con vịt này. Đấy, một con vịt nha. Ai cha. Nào, bây giờ cùng mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Đấy, chiếc xe bíp này đẹp quá nhật các bạn nhờ. Nào, để mình xem có xe gì ở đây không nào. Đấy, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Một chiếc xe cứu hộ ô tô đấy. Đấy, động cơ rất là mạnh luôn. Nào, đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha. Đó, động cơ rất là mạnh. Đây, các bạn thấy chưa? Nào, một chiếc xe ben chuyên đi chở đất này. Đó, nào, chạy thử luôn nha. Ui, các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đó, ui các bạn ơi, xe tải ben chở đất này. Đấy, xe tải ben chở đất nha. Wow. Đây nữa, đây là xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Đấy, mở cửa luôn. Bíp 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 bíp. Ui, xe bồn chở bê tông này hay quá các bạn ạ. Đó, bíp 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 bíp. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy nha. Wow, toàn là xe bồn thôi các bạn ơi. Đó.
Nào, tiếp theo là một chiếc xe ô tô 95 này. Xe đua đấy. Wow. Đây là xe bồn chở bê tông này. Rồi, mình xem có xe gì xịn ở đây không các bạn nhá. Ở đây có một thế giới xe đồ chơi luôn này. Bây giờ cùng mình khám phá thôi. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Đấy, xe tải chở ô tô đồ chơi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye các bạn. Hôm nay cùng mình đến với một thế giới xe đồ chơi nhá. Mình đã chuẩn bị 1 triệu chiếc xe đồ chơi rồi đấy các bạn ạ. Hàng triệu chiếc ô tô cần cẩu máy xúc bộ đồ chơi mới nhá. Đây là bộ đồ chơi Joby, có cả xe bắp ngô nhá, xe quả chuối đấy. Các bạn ơi, ở đây có bộ đồ chơi những chú chó cứu hộ này. Đấy, xe của những chú chó cứu hộ đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây là bộ đồ chơi biệt đội bay siêu đẳng nhá. Đấy, bộ đồ chơi biệt đội bay siêu đẳng đấy. Ui các bạn ơi, ở đây có một bộ đồ chơi này nó xịn này. Ui, có xe bồn, xe cần cẩu, xe máy xúc. Ui, Joby này, xe tải Ben của Joby này. Đấy, các bạn thấy bộ đồ chơi có cả phù thủy luôn. Nào, giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi có hai con mèo lái xe tăng, xe nửa máy bay này. Hai con mèo lái xe tăng, xe nửa. Đấy, lái cả xe nửa nhá. Lái cả máy bay này, lái cả thuyền này, tàu thủy này. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra bộ đồ chơi có 9 chiếc xe này. Đấy, có 9 chiếc xe công trình, có xe cần cẩu, xe bồn trộn bê tông, xe tải nhá, máy xúc cát nhá. Wow. Các bạn ơi, các bạn thấy bộ đồ chơi này có đẹp không nào? Đó, xịn quá. Đây là bộ đồ chơi có xe tải, xe bồn, xe cần cẩu, xe nâng hàng, xe xúc nật, máy xúc cát này. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, xe nâng hàng này. Đấy, các bạn ơi, ở đây mình lại còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả khủng long nhá. Có cả khủng long, có cả súng bắn khủng long này. Đó các bạn ơi, à đây là bộ đồ chơi có cả cần cẩu nha, xe bồn, xe tải trực thăng, xe bíp này. Đấy, xe bíp, xe tải, xe bồn. Đây bộ đồ chơi có 4 chiếc ô tô đồ chơi này, có cả đồ chơi, có cả ô tô của đội trưởng Mỹ nha, có cả siêu nhân nhện này. Đấy, có cả cái khiêng này các bạn ơi. À ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này mới ngầu nha, có cả siêu nhân nha. Đấy, siêu nhân này. Ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi có 6 chiếc xe công trình nhá. À xe cần cẩu này, xe cần cẩu nha, xe bồn chở xăng dầu, xe cứu hỏa chữa cháy, xe cứu hỏa, xe cứu hỏa lâng người. Bộ đồ chơi màu đỏ chót các bạn. À, có 6 chiếc xe công trình rất là đẹp và mới các bạn ơi. Đó đẹp quá các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra bộ đồ chơi có xe container của người khổng lồ xanh nhá. Xe container người khổng lồ xanh. Có cả máy bay của đội trưởng Mỹ à. À, trên này còn mới chiếc xe rất là mới và đẹp này. Đấy, có cả xe máy xúc cát của Ruby này. Đấy, máy xúc cát của Ruby nha. Wow. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Ngầu chưa, ngầu chưa? Wow. Đây, có cả máy xúc cát này, có cả xe lưng hàng này. Đấy, có cả xe lưng hàng nha. Ở đây có cả xe này nè. Các bạn ơi, đây là ô tô ngũ lĩnh này. Rồi, ở trên này còn mới bộ đồ chơi mới. Đây là bộ đồ chơi xe công trình nha. Có cả máy xúc cát, xe tải, xe bíp này. Đấy, xe xúc nật, đây là xe bíp này. Đây, đây là một chiếc xe bíp các bạn ơi. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, đây có cả xe xúc nật này. Rồi, hôm nay mình sẽ đăng video thì thôi nha. Rồi, các bạn ơi, các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất từ kênh của mình nhá. Rồi, xin chào các bạn ở video mới tiếp theo nha. Bye bye các bạn, bye bye. Ô tô cảnh sát có xe bồn trộn bê tông siêu to khủng lồ. Đây là máy xúc cát này, máy xúc cát điều khiển từ xa xoay 360 độ này các bạn ơi. Đấy, chiếc máy xúc cát này điều khiển xịn lắm các bạn ơi, xoay 360 độ luôn, quá là đẳng cấp. Và đây là máy bay biến hình thành ô tô biến hình thành máy bay đi tuần tra trên bầu trời các bạn nhá. Đây là ô tô cảnh sát biến hình thành máy bay đấy, bay lên bầu trời đi tuần tra đấy các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc máy bay biến hình này không? Nếu mà thích hãy comment dưới bình luận cho mình biết nhá. Để chúng ta cùng chia sẻ nhá. Đây các bạn ơi, ở đây mình gọi còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở xe tải lưu trữ hai củ lạc, ở bên trong có một con sóc nhỏ này. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một con sóc nhỏ nhá. Đây là một con sóc nhỏ này. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một củ lạc này. Đấy, củ lạc nhá, củ lạc cho con sóc ăn nhá. Ui các bạn ơi. Wow, hay quá. Nào, các bạn ơi. Đây, ở bên này mình còn phát hiện ra xe bồn chở bê tông này. Xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, xe bồn chở bê tông này. Ấy các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra xe cẩu múc cát này. Đây là xe cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Ấy đẹp chưa? Ừ, mình xem còn xe gì xịn không để phô các bạn. Nào, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi.
đây là một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ơi. Đấy, ở đây là một chiếc xe cần cầu móc này các bạn ơi. Đấy, xe cần cầu móc đẹp quá các bạn ơi. Ui, 1, 2, 3, 4, 4 chiếc xe quá là đẹp. Và tiếp theo là đây là cái khiêng của người nhận này các bạn ơi. Cái khiêng của người nhận. Và đây là một chiếc xe cần cầu cẩu máy cày nha. Xe cần cẩu cẩu máy cày. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ móc vào máy cày để mình cẩu lên cho các bạn cùng xem luôn. Đấy, các bạn ấy đẳng cấp và ngầu không? Đây mình móc vào để cẩu lên luôn nha. Các bạn cho mình một chút để mình cẩu lên luôn cho bạn xem. Xe cần cẩu móc cẩu máy cày lên cao. Ui các bạn ơi, móc chưa đó nha. Đây bây giờ mình sẽ móc lại nha. Đây cẩu lên nào. Ui cẩu chưa rồi các bạn ơi, cẩu chưa đó nha. Nào cẩu lại nào. Ui nào cẩu lên lên nào, 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 lên 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 cao, lên cao. Xe cần cẩu cẩu máy cày ruộng. Hay các bạn ấy ngáo không, vui không, vui không? Ui vui chưa? Ui cẩu lên cao, lên cao, lên cao, lên cao. Wow, các bạn ấy ngáo chưa, vui chưa, vui chưa? Wow vui chưa? Đây là một chiếc xe xúc nạt này các bạn ơi, một chiếc xe xúc nạt đấy các bạn ạ. Đây xe xúc nạt này quá là đẹp luôn. Wow. Nào pip 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 pip. Đấy nào, tiếp theo nào, đây còn mới chiếc xe nào, đây còn có cả đồ chơi mới nhỉ. Đấy các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi xe đồ chơi mới, đây là bộ đồ chơi xe đồ chơi mới đấy các bạn ơi. À mình xem bộ đồ chơi này là bộ chơi có những chiếc xe gì nhỉ. Ở bên trong có xe dọn rác này. Đấy, ở bên trong có xe dọn rác, xe bồn trộn bê tông, xe chở rác nha. Rồi mình sẽ ở đây chút nữa mình sẽ chơi xong mình chơi đồ chơi xịn hơn nhá. Đây rồi các bạn ơi, đây là một chiếc xe bán tải nha, một chiếc xe ô tô bán tải, xe cảnh sát đi chuyên đi tuần tra thành phố nha. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải rất là xịn và mới luôn. Bip 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 bip. Ui. Và rồi tiếp theo các bạn ơi, đây là một hộp xe đồ chơi mới nha. Đây là một hộp xe G65 ấy, xe ô tô cảnh sát G65. Đấy, xe ô tô cảnh sát đi bắt tội phạm nhá. Đấy, xe ô tô cảnh sát đi bắt tội phạm này các bạn ơi. Một chiếc xe ô tô cảnh sát đi bắt tội phạm rất là xịn luôn. Đấy, xe cần cẩu, máy xúc cát này, ô tô cần cẩu mở cửa luôn. Đây là xe ô tô cảnh sát G65 các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 xịn sò, đẳng cấp ngầu lắm các bạn ơi. Nào bây giờ mình phải chạy thử luôn cho các bạn cùng xem nhá. Đẳng cấp luôn này. Nè 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 nè. Wow, đẳng cấp chưa? Tiếp theo cho các bạn cùng xem, đây là một chiếc xe tăng. Đấy, mình lấy ra cho các bạn cùng xem, đây là một chiếc xe tăng quân sự nha. Một chiếc xe tăng bắn tăng kêu. Đó, đẳng cấp luôn, xe tăng chỉ đang đi nha. Rồi, ok, ok, ok. Các bạn ơi, đây là một con thỏ nha, đây là một con thỏ đây. Các bạn ạ, đây là một con thỏ. Con thỏ ôm ngồi trên cung trăng nha, con thỏ ngồi trên cung trăng đấy các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, kết thúc video với các bạn từ đây nhá. Hẹn các bạn ở video mới nhất từ kênh của mình nhá. Các bạn thấy hay nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để nhận video mới hay hơn nữa nha. Rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn nha. Ok, 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 bye bye.